Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng đấu đầu tiên giải bóng đá ngoại hạng Anh trận đấu giữa câu lạc bộ Liverpool và câu lạc bộ Norwich. Liverpool đang hướng tới mùa giải mới với mục tiêu là lật đổ Man City của Pep Guardiola. Để làm được điều đó, trước tiên họ cần phải vượt qua Norwich tại vòng đấu mở màn. Với lợi thế sân nhà cộng thêm đối thủ chỉ là một tân binh mới lên hạng, 3 điểm có lẽ không phải là nhiệm vụ quá khó khăn dành cho The Cop. Dù mùa này thì huấn luyện viên Klopp đã không mua sắm thêm ngôi sao nào đáng kể Norwich đã giành một vé thăng hạng lên chơi tại Premier League sau 3 năm vắng mặt. Kể từ đó tới nay thì đoàn quân của Daniel Farke đã có 6 trận đấu trong khuôn khổ giao hữu mùa hè, giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 lần chấp nhận thất bại. Dù vậy với vị trí tân binh thì Norwich không được kỳ vọng nhiều ở trận mở màn này. Còn bây giờ sẽ là lực lượng của hai đội cho trận đấu sắp tới. Sau một mùa giải thành công với chiếc vô địch cúp C1 và ngôi áo quân giải ngoại hạng, năm nay Liverpool vẫn dựa vào những cái tên quen thuộc như Alisson, Van Dijk, Salah, Firmino. Ở bên kia chiến tuyến thì Norwich là đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất Championship mùa giải trước với 93 bàn. Tiền đạo Teemu Pukki cũng là chân sút tốt nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phong độ và tỷ lệ đối đầu của hai câu lạc bộ. Lần gặp nhau gần nhất của hai đội đã cách đây 3 năm nên ít có giá trị tham khảo. Dù lữ đoàn đỏ có tới 8 chiến thắng trong 10 lần gặp nhau gần nhất, còn lại là hai kết quả hòa. Tuy nhiên nếu nhìn vào phong độ trước mùa giải thì hai đội lại khá cân bằng. Liverpool vừa để thua Man City trong trận siêu cúp Anh, còn Norwich cũng thất bại đến 4 trong 5 trận giao hữu gần nhất. À, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tỷ lệ của trận đấu này. Thưa quý vị, tỷ lệ của trận đấu này trên sân nhà Liverpool sẽ chấp Norwich 2 1 phần tư trái. Kể từ năm 1994 đến nay, hai đội đã đụng độ nhau tổng cộng 14 lần. Liverpool đang áp đảo về số trận thắng với 10 lần đánh bại đối phương, trong khi đó thì chim hoàng yến chỉ có vẹn vỏn vẹn một lần. Đây là trận mở màn mùa giải và Norwich nhiều khả năng sẽ chơi chặt chẽ nên lựa chọn đội khách ở trận này nhất là với tỷ lệ chấp khá sâu như vậy còn bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này đó là 3-1/2. Nó quyết chính là đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất Championship mùa trước với 93 lần làm tung lưới đối phương. Tuy nhiên hàng thủ của họ lại không được đánh giá cao khi để đòn lưới tới 57 lần trong cả mùa giải. Trận đấu tại Anfield hứa hẹn có nhiều bàn thắng như những lần hai đội đã gặp nhau trước đây. À, bây giờ tôi cũng đưa ra nhận định của mình ở trận đấu này đó là trên sân nhà thì Liverpool sẽ vượt qua Norwich với tỷ số là 3-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và tạm biệt.